Ngọc Trinh gọi điện thông báo có bầu và nhờ làm ba đứa bé. Phù Khắc Tiệp sẵn sàng đồng ý. Đúng là tình bạn tri kỷ hiếm có khó tìm giữa Phoebe. Alo anh hả? Có bầu rồi. Anh nhận làm ba đứa bé được không? Giờ không muốn liên quan tới ba đứa nhỏ, giờ anh nhận làm ba nó đi. Ngọc Trinh là cái tên không còn quá xa lạ với khán giả Việt, đặc biệt chặng đường làm nghệ thuật của cô luôn được khán giả dõi theo và ủng hộ trong từng hoạt động từ ngoài đời cho đến các động thái trên mạng xã hội. Diễn viên vòng eo 56 từng làm cộng đồng mạng bất ngờ thích thú khi cô gọi điện thông báo bản thân đang có thai cho ông bầu Vũ Khắc Tiệp biết và nhờ anh làm ba đứa bé. Cụ thể trong một buổi giao lưu trực tuyến với khán giả, Ngọc Trinh đã nhận thử thách từ một người bạn bên cạnh rằng gọi điện thoại cho Tiệp nói rằng Tiệp ơi em có bầu rồi mà em không muốn liên quan đến bố đứa bé, anh làm bố của con em nha. Ngay lập tức khi nghe yêu cầu này, mỹ nhân 8X đã cười như được mùa và khá hào hứng khi trêu chọc người anh thân thiết của mình. Sau khi chờ hồi chuông dài không nghe máy, Vũ Khắc Tiệp chủ động gọi lại cho Ngọc Trinh. Ngay từ giây phút đầu tiên, nữ diễn viên đã vào thẳng vấn đề, câu nói có bầu rồi. Mỹ nhân Trà Vinh cũng nói tiếp, anh nhận làm ba đứa bé được không? Anh lập tức phản hồi, thật không vậy, thật không. Nữ diễn viên không ngần ngại đáp, thật, giờ không liên quan đến ba đứa nhỏ, giờ anh nhận làm ba nó đi. Dường như vẫn chưa tin nên ông bầu họ Vũ vẫn hỏi, em nói thật hay đùa đấy? Sau khi nghe cô em khẳng định là thật thì ông chủ của Venus không ngần ngại đồng ý làm ba đứa bé. Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vốn là những người đồng nghiệp, anh em thân thiết trong showbiz. Dễ dàng bắt gặp hình ảnh cả hai như hình với bóng, đồng hành cùng nhau trên chặng đường hoạt động nghệ thuật bên nhau một thập kỷ, cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình cảm gắn bó như những người thân trong gia đình. Đặc biệt sự thân thiết trên mức tình bạn khi sẵn sàng trao cho nhau những cử chỉ thân mật âu yếm khiến cả hai không ít lần vướng vào những đồn đoán liên quan đến chuyện tình ái. Dân tình từng xôn xao khi gà cưng đầu đời của Vũ Khắc Tiệp lên tiếng tiết lộ cả hai từng yêu nhau. Phan Như Thảo khẳng định lúc đó Tiệp nó yêu Trinh, nó phải dành cho người yêu nó chứ, mắc gì chị nhà vô, đâu có liên quan gì đến chị đâu mà chị nhà vô dành chuyện của người ta được chứ, đúng không? Trong khi thông tin này là đề tài bàn tán khắp các trang mạng xã hội, nếu như Ngọc Trinh giữ nguyên thái độ im lặng không đưa ra bất cứ phản hồi nào thì Vũ Khắc Tiệp đã đích thân lên tiếng tiết lộ mối quan hệ thật bên nữ hoàng nội y. Cụ thể đăng tải trên trang cá nhân, ông bầu này chia sẻ bài viết về tình bạn 17 năm bên chân dài gốc An Giang cùng dòng trạng thái ẩn ý về mối quan hệ của cả hai, bản thân không cần nhiều chỉ cần một là đủ. Động thái này của Vũ Khắc Tiệp khiến dân tình xôn xao và cho rằng anh đang ngầm phủ nhận chuyện tình ái của cả hai khiến mạng xã hội ồn ào. Dường như cả hai chỉ là những người bạn thân thiết sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Động thái này của ông bầu vẫn nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mặc dù chuyện tình cảm của cả hai vẫn còn là ẩn số, nhưng tình bạn thân thiết của cả hai là điều khó có thể phủ nhận. Gần hai thập kỷ gắn bó bên nhau, cả hai từng phải đối diện với không ít thăng trầm để có được vị thế như giờ đây. Bên cạnh những nghi vấn tình ái với những thị phi đàm tiếu trên mạng xã hội liên quan đến bản thân, cả Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh vẫn bỏ ngoài tai và giữ được mối quan hệ tình cảm gắn bó dù trong showbiz Việt đã từng chứng kiến không ít tình bạn tan vỡ. Có thể thấy tình bạn 17 năm của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp nhận được nhiều sự ngưỡng mộ giữa showbiz phức tạp, không thiếu những tình bạn sớm nở tối tàn. Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn về việc cả hai có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng không thể phủ nhận đằng sau hào quang danh tiếng của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh là ông bầu kim bạn thân tận tâm, hết lòng đồng hành giúp đỡ người đẹp dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù chỉ là một thử thách nhỏ từ chân dài gốc Trà Vinh, thế nhưng câu trả lời của Vũ Khắc Tiệp lại khiến khán giả bất ngờ, đồng thời cũng ngưỡng mộ hành động rất đàn ông của anh. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.